Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị khán thính giả, cho đến nay thì cuộc xâm lược của Nga sang đất nước Ukraine là một đất nước, một cái quốc gia độc lập có chủ quyền. Và là một cái quốc gia láng giềng của Nga đã bước sang ngày 345, có nghĩa rằng là chỉ còn không đầy 3 tuần nữa thôi. Thì cái cuộc chiến còn khoảng 3 tuần nữa thì cuộc chiến đọt tròn 1 năm. Và một năm qua cái cuộc chiến Ukraine nói lên những cái điều gì, cái bản chất của nó là gì và cái triển vọng của nó ra sao. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời trên đường dây chúng tôi nhà báo Phan Thế Hải từ Hà Nội, Việt Nam. Và nhà báo Phan Thế Hải là cái người mà đã quan sát các cái tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như thế giới khá là chặt chẽ và khá là sâu sắc. Và trên đường dây chúng ta thì chúng ta đã gặp nhà báo Phan Thế Hải một vài lần. Và rất nhiều quý vị khán thính giả rất là mến mộ và đồng thời là yêu cầu rằng là có thể là có những cuộc nói chuyện nhiều hơn với nhà báo Phan Thế Hải về các cái chủ đề mà chúng ta quan tâm. Vậy thì trước hết là mời anh Phan Thế Hải gửi lời chào quý vị khán thính giả, thưa anh. Vâng, kính chào quý vị khán thính giả, chào nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, tôi là Phan Thế Hải, đang từ Hà Nội. Vâng, thưa anh Phan Thế Hải, cho đến ngày hôm nay đã là ngày 345 của cuộc chiến của người dân Ukraine, cả đất nước, cả dân tộc Ukraine đứng lên để chống lại cuộc xâm lược của người Nga và đứng đầu là Tổng thống Vladimir Putin. Anh có thể đánh giá qua trong gần một năm qua, 345 ngày qua về cái cuộc chiến này từ đầu và những cái diễn tiến của nó thì đã đành rồi, nhưng mà cái tinh thần của nó từ trước đến nay thì nó như thế nào thưa anh? Về cái diễn tiến của nó sẽ đi đến đâu và như thế nào? Những cái anh có thể tổng kết qua sơ qua về cái tình hình đó cho khán thính giả biết được sự quan sát của anh thưa anh. Trước hết là cái cuộc chiến mà người Nga tiến hành xâm lược Ukraine ấy, thì cái tên của người Nga vẫn tự gọi đấy là cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại sao người ta gọi cái tên như vậy là vì nó gắn liền với là một cái âm mưu gọi là tiến hành cái cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Và chớp nhoáng có nghĩa rằng là một cuộc chiến tranh mà có thể là nuốt chửng một quốc gia hay lật đổ một chính quyền trong cái điều kiện vũ khí hiện đại, công nghệ hiện đại và một cái nền kinh tế mà nó toàn cầu hóa rất là sâu sắc. Thế thì cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nó hy vọng một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, nhưng cuộc chiến tranh chớp nhoáng đấy đã không thể kết thúc trong một tương lai ngắn mà nó kéo dài đến nay là sắp một năm rồi và thậm chí là có phải kéo dài đến năm thứ hai. Thế thì cái điều mà anh không giải quyết được chớp nhoáng mà anh để kéo dài lên thì đấy là một cái thất bại với bên phát động chiến tranh đấy, và không phải là thất bại mà đấy là một cuộc xa lầy. Và cái cuộc xa lầy này là khiến cho nước Nga không những yếu đi và còn gọi là kiệt quệ. Nếu mà ta nói ngắn gọn như vậy, còn đi sâu vào tại sao kiệt quệ thì lại là chuyện. Thế còn lại thì về phía Ukraine thì tôi cho rằng họ đã thành công. Vâng, thưa anh, chúng ta thấy được cái điều là vâng, vậy thì thưa anh là chúng ta biết được là cái cuộc chiến cho đến nay là gần một năm và cái diễn tiến của nó là như vậy. Thì trước hết là thưa anh, chúng ta thấy được là cái chiến dịch của Putin, cái kế hoạch của Putin, chúng ta biết được là cái trong cái đoàn quân mà của Putin đưa sang Ukraine ấy, thì không chỉ có những đoàn quân là tên lửa, rồi pháo, rồi là các loại binh chủng, rồi là xe tăng này, bác các loại như vậy, mà trong đó còn có một cái đội quân, gọi là đội quân giống như đội quân duyệt binh ấy. Với đủ các cái loại như vậy, và họ dự định là chỉ có sau mấy ngày họ sẽ duyệt binh ở thủ đô Kiev. Anh không nghĩ rằng là đó là chính là cái sự quá là ngạo mạn của cái người cộng sản mà nó truyền lại cho Putin để là Putin tự là cảm thấy rằng là mình có thể làm bất cứ điều gì mà Putin muốn. Anh có nghĩ về cái điều đấy không thưa anh? Đúng đấy, cũng như tôi nói mà khi người ta đặt tên là chiến dịch quân sự đặc biệt mà nó gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt và với một cái thuật ngữ mà người ta hay dùng là chiến tranh chớp nhoáng, và khi người ta không thực hiện được ấy, thì đấy là một sự ngạo mạn, nó thất bại. Và cái câu chuyện trong binh pháp tôn tử thì người ta tổng kết một cái nguyên lý rất là quan trọng, đây là tri vị tri kỷ, tức là biết mình biết người. Thế thì Putin ở đây là trong câu chuyện này là Putin đã rất là không hiểu người Ukraine và thậm chí là được nhận nhiều thông tin sai lệch, cho nên là gây ra cái hậu quả là cuộc chiến kéo dài. Và cái người ta cứ liên tưởng đến cái chuyện cuộc chiến này như một quái vật ấy, tính nuốt một con mồi to nhưng mà nuốt không trôi và nó bị ngắt cổ họng ấy, thì đấy là một cái tương lai rất là rủi ro cho nước Nga và kể cả cái sự nghiệp chính trị của Putin đấy ạ. Vâng, thưa anh, chúng ta thấy một cái điều rằng là rõ ràng là những cái quốc gia xâm lược rõ ràng là họ sẽ không bao giờ muốn rằng là cuộc chiến sẽ xa lầy kéo dài.
Anh có nghĩ rằng là những cái lời đe dọa của hết Putin rồi Medvedev rằng là sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, và cái câu mới đây nhất của Medvedev là gì? Một quốc gia có vũ khí hạt nhân thì không bao giờ chịu chấp nhận thất bại. Anh nghĩ thế nào về câu nói này thưa anh? Cái câu của Medvedev là cái câu của một chính khách nửa mùa và không hiểu về lịch sử. Thì trước đây ấy, chúng ta biết rồi, tức là người Mỹ là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên của thế giới, nhưng mà cũng đã từng thất bại ở Việt Nam, đã từng thất bại ở Afghanistan. Đấy, thế thì cứ không có nghĩa là anh sở hữu vũ khí hạt nhân là anh không thất bại. Đấy, thế thì bây giờ ông Medvedev ông nói câu đấy là ông ám chỉ, ông dọa dẫm, nhưng mà về mặt lịch sử thì không đúng. Đấy à, cuộc chiến Việt Nam là gần đây thôi, Afghanistan thì cũng không phải người. Ở đây là mấy? Thế thì bây giờ ông là cái người về, ông làm chính trị mà ông quên vẽ lịch sử đấy, thì đấy là cái chuyện là không nghe có hài hước anh ạ. Vâng, thưa anh, chúng ta thấy một cái điều rằng là nó rất hài hước ở điểm này nữa là chính Medvedev là tổng thống của một cái quốc gia mà sở hữu cái vũ khí hạt nhân, và chính quốc gia đó đã thất bại thảm hại ở ngay cái cuộc chiến ở Afghanistan chứ không phải là xa xôi đâu cả, mà 10 năm ở đó. Đúng rồi. Rồi, và không chỉ có là cuộc chiến Afghanistan, thì có thể nói rằng là ông ta cái khi mà cuộc chiến Afghanistan nó rút ra, khi ông ta chưa làm tổng thống, chưa biết, nhưng mà có lẽ đến khi ông làm một chính khách thì ông cũng biết rằng là cuộc chiến của Mỹ mà vừa xa lầy Afghanistan, sau đó vừa rút quân đi ra khỏi Afghanistan năm ngoái đây, thì cũng là một quốc gia có sở vũ khí hạt nhân. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Vậy thì thưa anh nghĩ như thế nào trong một cái cuộc chiến mà một bên thì sử dụng một cái lực lượng binh hùng tướng mạnh, rồi là gọi là cái thế quân là như trẻ trai, gọi là một cường quốc mà hạt nhân, rồi một cường quốc quân sự đứng thứ hai thế giới, trước là Nga là tự phong như vậy, rồi các loại vũ khí của Nga thì coi như là không thể ai địch được, và nói như tướng Lê Văn Cương ở cái viện gọi là chiến lược Bộ Công an thì coi như là tất cả là coi như là thua vũ khí của Nga hết. Vậy thì anh nghĩ như thế nào? Trước hết ta chưa nói về vấn đề về cái đạo đức, về vấn đề quy luật, về vấn đề luật lệ, mà ta nói về vấn đề về cái thực lực vũ khí, thì anh thấy như thế nào giữa cái khi mà cái cuộc chiến đã diễn ra coi như cho đến nay gần tròn một năm, người Nga đủ thời gian để mà thi thố khả năng của họ về không quân, về bộ binh, về pháo binh, về xe tăng, về đủ các loại như vậy, anh nghĩ như thế nào về cái tương quan giữa hai bên thưa anh? Là nếu mà nói về cái sức mạnh quân đội ấy, thì để mà đo đếm ấy, thì người ta cũng có nhiều tiêu chí nhá. Thì tất nhiên là cái kho vũ khí hạt nhân khổng lồ mà nước Nga phủ sở hữu là lớn nhất thế giới. Cái thứ hai là cái số lượng quân lính thường trực gần 1 triệu quân. Cái thứ ba là cái các loại thiết bị sự, bao gồm kể cả tàu sân bay, bao gồm kể cả coi như là các cái máy bay chiến lược, máy bay ném bom, rồi là kể cả coi như là các cái máy bay tiêm kích, thì đúng là nước Nga là số 2 thế giới, đúng rồi. Thì vì tất nhiên nước Nga nó kém Mỹ, nhưng mà kém là kém bao nhiêu là cái câu hỏi mình cần đặt ra. Nhưng mà khi mà đỏ súng ở trên chiến trường ta quan sát, ta nhìn thấy thì rõ ràng là cái phái hạm Moscow là coi như bị đánh chìm ở Biển Đen, thì anh biết rồi. Hay là kể cả những câu chuyện như là cái cầu Crimea là coi như là cũng bị đánh, hay là kể cả một số các cái thất bại khác nữa, thì tôi cho thấy rằng là cái sự tụt hậu của người Nga là có thật, và sự tụt hậu không phải là ngắn mà thậm chí là quá dài. Đấy, mà đặc biệt là trong một cái nền công nghệ vũ khí hiện đại ấy, thì nước Nga thiếu nhiều thứ. Mà ngay như bây giờ khi mà cái lệnh cấm vận có hiệu lực thì nước Nga chỉ có thể mua lậu cái con chip thôi, để phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng thôi. Hay là ngay công nghiệp ô tô của nước Nga cũng vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như là sau khi mà áp đặt lệnh cấm vận thì cái sản lượng ô tô của nước Nga bây giờ nó giảm đi khoảng 50%. Ông cũng lén lút ông mua lậu ở ít ở Trung Quốc, thì ông có cái để ông làm thôi, chứ còn ông không thể là lực tự cường, hay là không thể có một cái hệ thống gọi là hệ thống phân công lao động mang tính chất là nó chuyên sâu như các nước EU hay là cả Mỹ. Thế thì cái sự tụt hậu là có thật, lạc hậu là có thật. Và nhìn vào nền kinh tế của nước Nga thì ta có thể thấy rằng là đấy là một cái quốc gia lạc hậu. Một quốc gia mà có gì dựa dẫm vào coi như là cái kho vũ khí chân để dọa nạt các nước láng giềng và thăm dò vọng bành trước lãnh thổ. Chứ không phải là một quốc gia mà người ta chăm sóc đến cái sự phát triển kinh tế hay là kể cả đời sống của nhân dân trong nước. Thấy chưa? Thưa anh, chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng như thế này thưa anh.
một cái quốc gia rộng lớn nhất thế giới, 15-17 triệu cây số vuông là như nước Nga. Một cái quốc gia mà có thể nói rằng là thiên nhiên ưu đãi đủ các cái loại tài nguyên khoáng sản như nước Nga, về năng lượng, về nhôm, về các loại, rồi kể cả về lương thực thực phẩm. Và nói như vừa qua thì một cái cuộc nói chuyện của ông Lê Văn Cương bảo rằng là nước Nga không bị ảnh hưởng bởi cái các lệnh cấm vận là bởi vì ông có tự cung tự cấp. Và cái nền kinh tế của nước Nga là coi như là mặc dù là như thế nó tách ra khỏi thế giới chứ không nằm trong cái sự toàn cầu. Anh có nghĩ rằng đó là một lợi thế của nước Nga hay đó là một cái hạn chế của nước Nga thưa anh? Bởi vì một cái quốc gia có đầy đủ những cái khả năng tiềm năng để có thể là vượt tất cả các nước khác. Nhưng mà nước Nga bao nhiêu năm qua thì bây giờ trở lại chúng ta nhìn thấy là sau khi bị cấm vận, rồi sau khi cuộc chiến nổ ra, chúng ta nhìn thấy cái thực chất của cái nước Nga ở phía trong. Chúng ta nhìn thấy ở cái một cái nền kinh tế mà chỉ có là bám vào cái dầu hỏa, bám vào cái gọi là đào cái năng lượng lên để bán, đào cái tài nguyên lên để bán. Rồi hầu như là cái về khoa học kỹ thuật vừa được ca ngợi mấy chục năm qua, như là thần thánh đủ các loại là trên trời dưới biển như vậy, thì thực chất ra cho bây giờ khi mà người ta gọi là thui ra thì mới biết báo béo gầy, ra đến chiến trường mới biết được là cái nào tốt cái nào dở. Vậy thì thưa anh nghĩ như thế nào về những cái lời tuyên truyền đó thì đã đành rồi, nhưng mà cái thực lực của nước Nga, một cái thể chế chính trị mà ở một cái đất nước đầy tài nguyên như vậy mà nó lại đưa đến cái nền kinh tế thảm hại như bây giờ, thì cái điều đó là nguyên nhân căn sâu nhất của nó là gì thưa anh? Nếu mà nói về nước Nga thì anh không thể bỏ qua là cái thể chế nước đó, tức là Liên Xô anh ạ. Nước Nga là gần như là một cái quốc gia mà nó kế thừa phần lớn các cái di sản của Liên Xô để lại, thì chỉ có một số nước Cộng hòa chung quanh người ta ly khai, người ta tách ra thôi. Thì trong 15 nước Cộng hòa thì như có 14 nước cũng tách ra, nhưng mà về mặt lãnh thổ thì nước Nga về cơ bản vẫn là số 1 thế giới. Thế thì cái di sản Liên Xô là gì? Di sản Liên Xô là một di sản mà hơn 70 năm trời người ta áp dụng một cái nền kinh tế tập trung quanh lưu bao cấp, và một nền kinh tế mà nó dựa theo cái học thuyết của là một học thuyết cũ kỹ, lỗi thời và sai trái. Và cái câu người Việt Nam ta ngày xưa vẫn xuyên tụng đấy là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. Đấy, thế thì cái kinh tế của Liên Xô là hơn 70 năm là nó vẫn làm theo phương án đấy. Cho nên là cùng với việc mà nó đẩy hết tất cả mọi cái thành phần kinh tế vào hai hình thức là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, thì nó làm triệt tiêu cái động lực sáng tạo của người dân, và nó làm cho coi như người dân người ta ỉ lại và người ta hết động cơ để người ta phấn đấu. Về thế đấy, về con người. Cái thứ hai là về mặt nhà nước thì định hướng phát triển công nghiệp nặng, cho nên kinh tế của nước Nga là kinh tế nó dựa vào phát triển công nghiệp nặng là chính, chứ các công nghiệp tiêu dùng gần như là rất yếu kém. Nước Nga không sản xuất nổi một cái tivi cho nên hồn, không có một cái máy lạnh thật liên hồn, hay là thậm chí là không có cả hẳn cả một cái đấy, cái điện thoại di động thì cũng phải nhập khẩu. Đấy, Việt Nam nói thôi là cái nước đi sau, người ta vẫn có thể là người tiếp thu để người ta làm được những thứ đó. Thế thì để mình nói rằng là khi mà nước Nga đã kế thời Liên Xô thì nước Nga cũng đã có một thời gian phát triển tương đối tốt ở cái thời kỳ đầu của ông Putin ấy. Nhưng vì sự độc tài của ông Putin và nó kéo theo sự trì trệ, và ông Putin lại là con người đầy tham vọng và muốn biến nước Nga thành một cái sao hoàng trước đây, thì dẫn đến là ông lại là không dành thời gian để mà đưa phát triển kinh tế cho nước Nga sánh ngang với các nước châu Âu. Trong khi đó họ cùng thế địa lý, cùng có thể tham gia một thị trường, và thậm chí là cùng có một cái đồng về cái nguồn gốc văn hóa. Và cho nên dẫn đến là cái nền kinh tế Nga hiện nay nó còn kém cả Hàn Quốc, tức là một cái đất thổ chỉ bằng mấy phần trăm của Nga đấy, một lãnh mới thì không ăn thì cần kém xa, và đặc biệt đây về nguồn gốc văn hóa của con người. Thế mà bây giờ ông kém cả những cái nước nhỏ bé như Hàn Quốc, thì ông là cái đất nước mà ông dành sự ưu tiên cho vấn đề mà phát triển công nghệ vũ khí để ông dọa nó cả. Và thậm chí là ông cũng hướng tới việc ông bán vũ khí, phổ biến các loại vũ khí để gây ác. Thế thì cái định hướng nó không đúng là một. Thứ hai là ông kế thừa di sản. Đấy, và cái thứ ba nữa là trong cái binh pháp tôn tử thì cũng có một cái câu gọi là ẩn mình chờ thời. Nước Nga có thể là thôi thì mình nhiều tài nguyên nhưng mình chưa đủ, thì mình ẩn mình để mình làm sao mà mình tập trung phát triển kinh tế để nó tạo ra một cái nền kinh tế hùng mạnh, và cùng với nền kinh tế là một cái nền khoa học kỹ thuật nó tương đối cân đối, chứ không chỉ thuần túy là công nghệ vũ khí.
Thì như thế nước Nga sẽ trở thành cường quốc mà có thể nó chả ai sánh kịp. Đấy, thậm chí nước Mỹ phải e sợ. Nhưng nước Nga là sốt ruột. Bây giờ ông vẫn xưng hùng nhưng bá là muốn là coi như là ta đây sẵn sàng coi như thế. Dựng một ngọn cờ và thậm chí là mua chuộc các nước châu Phi, mua chuộc một số nước yếu kém ở Mỹ Latin. Sử dụng một số nước như Venezuela để coi như là Cuba để làm coi như là các đệ tử. Thế thì ông muốn coi như là xưng hùng xưng bá. Thế thì khi mà cái nền kinh tế ông chưa đủ mạnh, pop kỹ thuật ông chưa đủ mạnh thì dẫn đến là một cái sự thảm hại của nước Nga. Và nước Nga đang kiệt quệ đi, trong đặc biệt là từ khi phát động chiến tranh Ukraine. Anh ạ. Vâng. À, thưa anh, cái điều chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng ở chỗ ta là cái một cái nền kinh tế của một cái đất nước mà rộng lớn, được tự hào là rộng lớn nhất thế giới, 17 triệu cái số vuông, rồi là chiếm hết tất cả các cái, hầu như là có đủ mọi là tài nguyên khoáng sản, một cái đất nước phải nói là giàu có về cái tiềm năng như vậy. Và bây giờ thì nền kinh tế của Nga còn sau cả nước Ý, đứng thứ rất là xa sau cả các nước phát triển. Vậy đó là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy qua những cái cuộc chiến ở Ukraine thì chúng ta thấy rằng là những người lính Nga sang đó là họ giải phóng cái gì thì không biết, nhưng mà từ cái máy giặt, rồi từ cái bệ xí, từ những cái nhà vệ sinh như vậy mà lúc đầu thì có lẽ rất nhiều người rất là không tin. Bảo làm sao một đội quân, một cái đất nước, cái nước Nga mà những người chưa đến nước Nga thì bảo là làm sao mà lại có thể là một cái đội quân như vậy mà sang đó họ gỡ từng cái bệ vệ sinh rồi là từng cái máy giặt để mang về. Thế nhưng mà tôi nhìn thấy một cái đoạn, những cái đoạn video mà cái khi mà ở cái phía bắc của vùng Kiev, mà cái vùng mà khi mà bị bao vây của đội quân ban đầu, rồi là trong một cái trạm mà người ta của bưu điện ở vùng Belarus ấy, mà người ta có một cái máy camera mà nó quay được cái đoạn mà có anh 5 anh lính của Nga mà gửi đến mấy tà hàng ấy, mấy tà hàng gửi về qua bưu điện, thì trong đó toàn là nào là cái màn hình mà có những cái loại không phải là màn hình mỏng, mà những cái loại màn hình laptop mà cái loại mà như ngày xưa gọi là cái bình thủy tinh nó to á, rồi là cái máy giặt, rồi là những cái thứ như vậy mà vẫn gửi về Nga. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà sau đó mới tìm hiểu ra rằng thì ra là đời sống của người Nga không phải như là tôi tưởng. Anh là cái người đã đến nước Nga thì anh có nghĩ rằng là những cái hình ảnh đó là những cái sự bôi bác hoặc là những cái sự không có thật? Anh nghĩ như thế nào về cái đời sống của người dân Nga hiện tại ở bên đất nước Nga thưa anh? Tôi thì có cơ hội đến Nga vài lần. Tôi cũng có đến một số cái thành phố lớn như là Moscow hay là Saint Petersburg. Thì ở những nơi đấy thì nước Nga không kém gì châu Âu, cũng hiện đại và cũng đầy những cửa hàng coi như cao cấp, sang trọng. Nhưng mà khi anh đi ra vùng ngoại ô ấy, thì anh mới thấy đời sống của những người nông dân là người ta còn nghèo nàn hơn một số vùng của Việt Nam ấy. Tôi nói thật là thậm chí là một cái gia đình mà họ sắm được một cái máy giặt họ cũng là một cái phấn đấu. Anh ạ, cái máy giặt đối với người Việt Nam bây giờ nó tương đối phổ biến, nhưng mà với một người Nga là thậm chí là sắm được cái máy giặt để mà đỡ phải vất vả là cũng là một cái phấn đấu, ở nhà nào có đâu. Thế còn lại tivi thì mới là dùng cái đồ cũ đấy, và đặc biệt là kiểu như là cái kinh tế hàng hóa của nước Nga nó kém phát triển. Ở Việt Nam tuy là phát triển sau nhưng mà bây giờ ra chợ mua cái gì cũng được. Thậm chí là có tiền thì mua loại đắt tiền, mà không có tiền mua loại rẻ tiền thì ai có. Tức là người Việt Nam bây giờ có thể nói là riêng về ăn no mặc ấm là giải quyết được rồi. Nhưng người Nga mà để mà có bộ quần áo đẹp có không dễ đâu. Thì dân đô thành phố nhưng mà dân nông thôn thì còn nhiều chuyện lắm. Tất nhiên là họ không đói nhưng mà ít nhiên là cái hàng hóa họ không phong phú. Đặc biệt là đấy, tức là các loại mặt hàng tương đối cao cấp một tí như là xe hơi hay là ví dụ như máy giặt tủ lạnh là toàn là nhập của nước ngoài. Mà nhập nước ngoài thì ông phải dựa vào cái việc mà bán tài nguyên. Và đặc biệt là một cái đối tác lớn của Nga là Trung Quốc. Thì hàng năm là có thể thương mại giữa Nga và Trung Quốc là tới hàng trăm tỷ đô la. Chủ yếu là ông bán dầu mỏ, rồi bán khí đốt, rồi là bán tài nguyên cho Trung Quốc. Xong rồi Trung Quốc cũng góp hàng. Đấy. Thế thì cũng may mà có một cái kênh gọi là chiến lược thì làm sao mà ông Nga ông đỡ khó khăn. Nhưng mà nhìn chung thì cây hàng hóa mà phủ sóng ở toàn đất nước Nga là rất khó. Anh ạ. Cái chính trị nước Nga mà người ta tính ra là từ khi mà chia tách khỏi Liên bang Xô Viết giờ thì nền kinh tế Nga gần như là không cải thiện được bao nhiêu. Đấy, mình có thể nói chính xác như thế. Thời Liên Xô thì nói thôi, có cái hay là nhà nước lo cho toàn dân và gần như là không có các nhà tài phiệt đứng ra thâu tóm tài sản. Đấy, thế thì bây giờ có cái hay là các nhà tài phiệt đứng ra thâu tóm tài sản công, nhưng mà người dân thì gần như là cái đời kinh tế không tăng được bao nhiêu, không cải thiện được bao nhiêu, anh ạ.
Vâng, à, thưa anh, đã có một thời gian mà tôi đã nghe những cái bài thơ về nước Nga, gọi là cái thời kỳ mà những người dân Việt Nam đi nghiên cứu sinh ở bên đó, phải không? Mà người ta đã nói rằng là tiền dân Nga rồi đất dân Nga mà theo cha thì đồ dởm thì vẫn là lời hơn. À, những cái thời kỳ như vậy thì tôi cứ tưởng nó là lùi đi trong lịch sử, nó cũng lâu lắm rồi, bởi vì ít nhất là một cách đây đến mấy chục năm trước đây. Vậy nhưng mà bây giờ thì người ta thấy rằng là cái thực tế của nó vẫn lại cứ diễn ra mà người dân Nga vẫn cứ tiếp tục sống trong đời sống lạc hậu như vậy. Thì thưa anh có nghĩ rằng là cái đó không phải rằng là anh cứ ngồi trên cái đồng vàng thì có nghĩa là anh giàu có. Và cũng không phải là anh cứ nghĩa rằng là anh cứ ở dưới đất có nhiều tài sản, bởi vì cái đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã được từng tự hào rằng là rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu. Rồi cũng đất nước Trung Hoa thì cũng vậy, mà chúng ta cứ biết rằng là nói như cái một lần tôi nói chuyện với anh mà tôi còn nhớ là cũng là người Hán cả. Nhưng mà người Đài Loan có 20 mấy triệu dân thì nó khác hẳn cả 1 tỷ tư người ở Trung Quốc, ở trong đại lục. Và thưa anh, một cái đất nước Nga mà Putin muốn làm bá chủ cả cái thế giới, muốn làm gọi là cái chính sách đại bành trướng của mình. Thế nhưng mà ngay cả những cái nước láng giềng xung quanh là cái nước mà trước đây gọi là ta có thể nói thẳng ra là thuộc là chư hầu của Nga trong cái phe Liên Xô chẳng hạn. Ukraine và các nước xung quanh cho đến nay vẫn không thuần phục Nga. Vậy thì cái điều đó có phải là xuất phát từ cái chính sách của nó hay là từ một cái vấn đề gì lịch sử để lại không thưa anh? Nó có cả hai nhé. Trong lịch sử thì nước Nga là một cái đế quốc đầu tiên, nó cũng nhỏ bé thôi. Nhưng trong vòng 200 năm liên tục thì nước Nga là một nước liên tục bành trướng lãnh thổ. Năm nào coi chung bành trướng lãnh thổ và diệt các nhược tiểu nhỏ bé và thần phục người ta. Thì không phải ngẫu nhiên mà nước Nga có một cái lãnh thổ rộng 17 cái triệu km vuông thấy đâu. Cả cái vùng Siberia ngày xưa là của Mông Cổ, hay là kẻ vùng Viễn Đông ấy là một số bộ lạc của người Mãn Thanh. Đấy, cho nên tại sao Trung Quốc bây giờ nó vẫn coi nước Nga là một cái nước coi như là mà trong lấn chiếm lãnh thổ của họ, là vì vùng Viễn Đông là một phần rất lớn của người Mãn Thanh ngày xưa. Hay là kể cả một số vùng đất của phía khu vực Saint Petersburg là người dân của Thụy Điển. Đấy, hay là khu vực Biển Đen là chẳng hạn là của Ottoman. Thì để mình nói là nước Nga là hơn 200 năm mãi biết đi mở rộng lãnh thổ. Đấy, thì dẫn đến là một cái thằng kiểu như là có truyền thống xâm lược các nước láng giềng thì ông nào đồng hứa. Mà cái thứ hai nữa thì bản thân ấy, các nước láng giềng bây giờ người ta cũng cần thiết là một cái thước đo cho hạnh phúc của người dân là cái đời sống kinh tế và các cái môi trường triển con người. Nhưng mà anh đã đi châu Âu thì anh hình dung ra là Nga là vùng lạc hậu nhất châu Âu. Cả cái châu Âu mà có những cái đất nước người ta cũng bé nhỏ, nghĩa là tài nguyên không có gì nhưng mà nền kinh tế nó phát triển rất tốt. Thì cái câu chuyện của Ba Lan là câu chuyện rất sinh động. Ba Lan ngày xưa là một cái vùng đất cũng gần như Ukraine và cũng gần như là nước Nga. Nó cũng chịu một cái học thuyết gọi là học thuyết cộng sản, nó nô dịch. Nhưng mà khi mà một cái nhà nước mà người ta ly khai hỏi cái đó sớm và người ta hội nhập vào châu Âu và người ta lại sử dụng được cái vốn về công nghệ thì nền kinh tế của Ba Lan hiện nay là có thể nói phát triển rất tốt, không kém các nước châu Âu, gần như là khó có sự phân biệt. Nhưng ngược lại, ông nào mà lệ thuộc Nga thì biết, tức là lệ thuộc Nga càng sâu sắc bao nhiêu thì càng tụt hậu bấy nhiêu, vì ông lệ thuộc cái thằng đang nghèo đói là độc vì là nó suốt ngày nhăm nhe đánh nhau thì như thế là nó chả lo gì làm ăn cả. Đấy, chứ nhiều khi mình cứ hay nói kiểu như bọn giúp nó suốt ngày coi như nó lo đánh nhau, nó có làm gì đâu. Thì như thế là nó không có nó không phát triển được cái, không có thời gian để chăm sóc cái đời sống của người dân. Đấy, cho nên là các nước người ta e sợ nước Nga là e sợ ở hai vấn đề. Vấn đề như thứ nhất là trong lịch sử ở quá khứ. Vấn đề thứ hai là bản thân cái chính sách trong hiện tại nước Nga là chưa có gì để hấp dẫn các nước láng giềng để mà người ta theo. Thế thôi. Và người dân thì có cái sự lựa chọn của họ và chính phủ mà người ta là quỳ do dân bầu nên thì người ta cũng thể bỏ qua cái nguyện vọng của dân chúng được. Đấy ạ. Thưa anh, như vậy là chúng ta thấy ra một cái điều là rút ra một cái kết luận rằng là ở một cái đất nước Nga như vậy và nó có cái lịch sử của nó là một cái lịch sử của một cái đất nước mà thích là bành trướng và chuyên đi xâm lược, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mặc dù là như vậy nhưng mà đời sống dân chúng về là cái nền dân chủ cũng như là cái thực thể sống cái đất nước Nga thì không được coi trọng và đó là cái nỗi kinh sợ. Và có lẽ cũng chính vì thế mà người ta bây giờ mới thấy rằng là
nói như cha ông ta cũng nói là ngưu thì tầm ngưu và mã thì tầm mã, cho nên lúc bây giờ Bắc Hàn mới cuối ngày hôm qua hôm kia là tuyên bố là đứng cùng vai sát cánh với lại là Liên Xô về lại Nga trong cuộc chiến này, cũng như là bên cạnh đó thì có các đồng minh khác như là Việt Nam, như là Anh Tàu đang dập rừng và các cái nước khác. Thưa anh Phan Thế Hải, chúng ta đang nói chuyện về cái cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Cho đến bây giờ thì có thể nói rằng là sau thời gian mà cái cuộc chiến cứ tưởng là 3 ngày, bây giờ chuyển đến là đã coi như gần 360 ngày đến nơi, tức là có nghĩa gần tròn 1 năm. Vậy thì những cái điều gì mà diễn ra trên chiến trường chúng ta đã phân tích được một phần, nào là về cái thực lực, cái thực thể, cái vấn đề nước Nga, rồi là tất cả những cái vấn đề như vậy. Và cho đến gần đây thì chúng ta thấy được cái điều tệ hại hơn cho Putin là thậm chí là nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng bảo là cùng thề kề vai sát cánh với lại cả Putin, cả nước Nga trong cái cuộc xâm lược, và đồng thời rằng là họ một cùng kéo một cái cánh với nhau. Bên cạnh đó thì lại là Iran, là một cái quốc gia mà trước đây là chính cái thời kỳ ông George Bush ông đặt ra mấy quốc gia gọi là cái trục ma quỷ. Vậy thì anh có nghĩ rằng là với những cái liên kết như vậy trên cái chiến trường, trên cái thực thể của cái thế giới, và bên cạnh đó thì có một người đồng chí vĩ đại nữa mà anh Putin rất là muốn là nâng cái quan hệ đến mức độ là không giới hạn, đó là Tập Cận Bình. Anh đánh giá như thế nào về những cái mối quan hệ trên cái trường quốc tế hiện nay giữa một bên là các cái nước chống xâm lược, là các nước NATO, là các nước châu Âu cũng như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước như vậy, và một bên là những cái nước mà bên cạnh nước Nga thì trong đó có cả những nước cộng sản cũ, thì anh nghĩ như thế nào về cái phân định của cái gọi là cái thế lực hiện nay trong cái cuộc chiến này cũng như là trong cái vai trò của nó trên thế giới, thưa anh? Bây giờ mình nhìn về cái tương quan giữa các cái phe thì mình thấy thế này. Cái thứ nhất ấy, nếu mà theo cái thông lệ thì nó vẫn hay gọi là phương Đông và phương Tây. Tất nhiên phương Tây cũng thuần túy là phương Tây. Phương Tây là các nước EU, Mỹ và có thể có thêm Nhật Bản. Nhật Bản mặc dù là một nước phương Tây nhưng mà họ có một nền kinh tế như Nhật Bản là một nước phương Đông. Nhưng người ta có một cái nền kinh tế và một thể chế chính trị gần như phương Tây và thậm chí cả Hàn Quốc nữa. Nên bây giờ nếu mà trong ngâm Mỹ về phương Tây thì bao gồm kể cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế còn phương Đông thì ngày xưa là người ta hay dùng cái khái niệm để chỉ Ấn Độ hay là chỉ Trung Quốc hay là chỉ Bắc Hàn. Đấy, tất nhiên là bây giờ thì người ta cũng không dùng để phương Đông để chỉ cái mấy nước ấy nữa, mà cái thực thể của các nhà nước độc tài ấy, thì bao gồm kể cả Iran, Venezuela hay là kể cả Bắc Hàn. Đấy, thế thì hay là kể Trung Quốc. Thì trong các cái nước mà độc tài ấy, thì Trung Quốc thì nó cũng gọi là sôi đỗ thôi. Bản thân Trung Quốc nếu mà nói độc tài hoàn toàn cũng phải. Trung Quốc họ cũng có những cái cải tiến rất là căn bản trong cái nội bộ chính trị của họ. Thế thì trong một cái liên minh ấy, thì bao giờ nó phải có một cái người đứng ở cầm trịch để điều hành cái liên minh đấy. Thế thì trong liên minh hiện nay thì của các nước độc tài ấy, thì hiện nay là có thể nói nước Nga chưa đủ uy tín để lãnh đạo đâu. Vì khi mà anh lãnh đạo thì bộ lòng anh có một cái gì đấy vượt trội. Và thậm chí là lo cho đàn em thì người ta mới gắn bó với anh được. Chứ còn bây giờ nước Nga là nó chỉ có một ít công nghệ vũ khí và thậm chí là bán không phải là bán rẻ mà bán theo kiểu bán có một cái hệ thống gọi là lại quả hối lộ. Thấy chứ? Thì cái vũ khí của anh là giá rẻ hơn, nhưng mà ngược lại thì qua những cái thử thách trên chiến trường Ukraine thì người ta cũng cho thấy rằng là vũ khí của anh nhiều cái lởm lắm chứ không phải như anh nói. Thế còn lại thì về mặt kinh tế, để khi người ta cần ấy, hay là các cái chương trình phát triển kinh tế thì các nước độc tài ấy, thì vẫn rất chi là kém cỏi, cho nên là cái liên minh đấy nó lỏng lẻo. Và Bắc Hàn thì hô là ủng hộ sát cánh, sát cánh bằng cách nào? Ông có dám gửi quân sang, là ông có dám gửi vũ khí sang hay không, hay là ông có thể dám coi như là viện trợ bằng cái tiền bạc không, là cái đấy là khó. Bắc Hàn lo cho mình còn chưa xong, đúng không? Iran thì nó khá ăn tí, Iran thì có một số công nghệ như máy bay không người lái, nhưng mà cái đấy cũng chưa phải là để quyết định. Nhưng mà các nước phương Tây thì nó lại khác hẳn, là họ là một cái cộng đồng, nó liên kết tương đối chặt chẽ về kể cả kinh tế, chính trị và kể cả coi như là các cái thể chế chính trị. Thế thì khi các nước phương Tây họ sát cánh thì cái sức mạnh rất tốt, đặc biệt là cái trang bị công nghệ và cái tiềm lực. Tiềm lực thì nước Mỹ mà người ta có viện trợ cho Ukraine khoảng độ mấy chục tỷ đô thì cũng là cái số tiền lẻ thôi trong cái nguồn lực kinh tế của họ sẵn có.
hay cộng với đấy là Đức, Pháp hay là Anh đấy, thế thì hay là kể sát cánh nữa là Ban đấy. Thì cho nên bây giờ mà đánh nhau hơn một năm trời rồi thì về mặt sức mạnh ấy, thì đương nhiên hẳn về Ukraine, mặc dù họ là một nước nhỏ nhưng mà cái lực lượng ủng hộ lớn đấy. Thế thì vừa rồi chúng ta theo dõi chúng ta thấy rằng là cái mùa đông thì hai bên đều cầm chừng, vì bên kia mùa đông nó bất lợi cho vấn đề triển khai chiến tranh đấy, do cái vấn đề là tuyết rơi rồi nhiều chuyện khác. Thế thì bây giờ là cuộc chiến nó chuẩn bị âm thầm sang một cái mức độ mới khốc liệt hơn là khi mùa xuân nó đến. Mùa xuân nó đến, đặc biệt là mùa hè khi mà coi như là tuyết tan thì triển khai các thiết bị cơ giới nó sẽ tiện hơn đấy. Thế thì trước một tương quan như thế thì có thể nói là những cái cam kết và những chuyến hàng vũ khí, đặc biệt là về xe tăng hay là về máy bay không người lái hay là một thiết bị chiến tranh khác, thì đang còn làm cho cán cân nó ngày càng như về phía Ukraine ấy nhỉ. Thưa anh, các cái liên minh kia thì thưa anh, các liên minh kia là liên minh. Thưa anh, có một cái điều như thế này mà chúng ta thấy một cái điều là như thế này thưa anh. Trong các cái bài phát biểu cũng như là trong các một số luận điệu của một số dư luận viên tại Việt Nam ấy, chẳng hạn như là ta lại phải lấy điển hình ra là một cái tướng ở Việt Nam là tướng Lê Văn Cương của Viện Chiến lược Công an, cựu là Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, ông bảo rằng là thực chất cuộc chiến này là không phải là cuộc chiến của Ukraine mà cuộc chiến giữa Nga và Mỹ. Vì sao? Là bởi vì Mỹ là tuồn vũ khí cho Ukraine rồi là để cho đánh nhau, để phương Tây với NATO là như thế, cho nên cuộc chiến này là cuộc chiến không phải là của Ukraine, của người dân Ukraine, mà là cuộc chiến của NATO và Nga. Cho nên là Nga không thắng được. Là có lẽ là tôi nghĩ là ông Lê Văn Cương ông muốn biện hộ cho những cái thất bại của Nga rằng là cuộc chiến này là cuộc chiến không phải là của Nga với lại Ukraine là vì vậy. Vậy thì theo anh nghĩ là cái luận điệu đó có đúng hay không? Và nếu như luận điệu đó là đúng thì vậy thì ta nghĩ gì về cuộc chiến của Việt Nam trước đây thưa anh? Về cuộc chiến Việt Nam trước đây có lẽ cũng không phải là cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ, mà đó là cuộc chiến giữa là Liên Xô và các nước Cộng sản với Mỹ. Anh nghĩ nào về cái luận điệu đó thưa anh? Đấy là một cái luận điểm mà nó mang tính chất là hơi nông cạn mà rất trẻ con vì thế này nè. Thì đang yên đang lành, tại sao mà nước Nga lại coi như cướp cái Crimea, cướp trắng Crimea của người ta? Và đấy là cái lãnh thổ mà anh đã thừa nhận của người ta từ năm 91 khi mà chia tách vượt ra, đúng không? Thế thì năm 2014 thì ông lợi dụng đất nước người ta có rối ren là bắt đầu ông cướp hay ông đánh vào Donbass. Thế thì đấy là cái chuyện vớ vẩn. Thế thì nước Mỹ có xui nước Nga làm việc đấy không, hay tự dưng nước Nga lại cướp trắng thì từ xong bắt đầu làm một cái cuộc trưng cầu ý dân mang tính chất là bỏ túi. Thì đấy là cái cuộc ăn cướp chứ không phải là ăn cướp hay là người Nga ăn cướp chứ, tại sao người Mỹ dính dáng như đấy, đúng đấy. Thế thì đấy là cái luận điểm rất là vớ vẩn. Thế còn cái thứ hai là khi mà triển khai một cái lực lượng hàng trăm ngàn quân ấy, dọc theo biên giới Ukraine với Nga và dọc theo biên giới ở giữa Nga, Ukraine với lại Belarus, ông Ola trong đánh chiếm, thì đấy là do Mỹ à? Thì đấy là cái vấn đề vớ vẩn. Thế thì sau khi mà kiểu ông đánh không thành, ông nuốt không trôi cái miếng mồi ấy, thì bắt đầu là ông bị nghẹn thì bắt đầu vũ khí, thì cái chuyện mà Mỹ người ta chúc là giúp với tư cách là những đồng minh để giữ gìn, để giúp cho lực lượng quân đội Ukraine là bảo toàn lãnh thổ chứ không phải là để đánh Nga, thấy chưa? Để chả có một cái người quân của Ukraine nào tràn đến nước Nga cả, một cuộc chiến viên đang diễn ra ở lãnh thổ Ukraine. Thế thì đấy là những luận điểm rất vớ vẩn. Đấy là thông tin của người Nga cái năm bướm, và mình cũng thông cảm là ông Lê Văn Cương là một người già nua rồi, và hơn nữa là cái vấn đề nắm bắt thông tin của ông không phải là khách quan, mà những nước Nga này người ta hay sử dụng những người như vậy để nó mướm thông tin để làm sao mà nó tìm kiếm một sự đồng thuận ở trong dư luận của nước đấy. Thế thì mình hiểu bản chất vấn đề như vậy. Nhưng còn nước Nga là cái nước mà tôi đã dùng cái từ là kế thừa cực kỳ xuất sắc cái truyền thống nói dối của Liên Xô đấy. Liên Xô ngày xưa là một cái nước nổi tiếng nói dối vì bản thân họ kinh tế đo bẹp bỏ mẹ đấy, nó lại bảo là coi như là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bây giờ xây dựng cơ sở vật chất chủ nghĩa cộng sản, dân thì đói về
cứ Quảng Bá thì đấy là những cái luận điểm ấy là nó dối trá, và bây giờ anh là kế thừa truyền thống dối trá đấy, và anh bướm thông tin cho các cái người mà có sức ảnh hưởng và có các cái chứng chỉ về về tư luận anh ạ. Thì mình hiểu đúng bản chất nó thế thôi. Thưa anh, tôi thì tôi thấy một cái điều rất là hài hước ở chỗ, tức là đã có lần Putin, thậm chí là Putin đã phát biểu, và thậm chí cái hệ thống dư luận viên cũng như là hệ thống tuyên truyền của Nga đã đưa lại rằng là Putin cho rằng là phương Tây đã lừa Putin, lừa nước Nga để mà tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, chứ không phải là do Nga muốn như vậy, và cái cuộc chiến đó là do vì Putin là bị lừa, nước Nga bị lừa, là coi như bị đe dọa về an ninh. Và cho đến bây giờ thì một cái sự trắng trợn nhất là, thưa anh, những cái cuộc chiến diễn ra trên chiến trường là một chuyện, có thể là giữa hai nước có những cái này khác, và cái Nga đưa quân sang xâm lược Ukraine làm cái hành động mà không ai chấp nhận được. Thế nhưng mà những hành động như gần đây khi Nga mà đã dùng cái là các loại tên lửa rồi là pháo binh cũng như là các loại máy bay không người lái tấn công vào cả cái công trình dân sự, về đường năng lượng, về đường điện, về cái nước, đường nước và tất cả để tiêu diệt cái nguồn sống của người dân Ukraine trong cái mùa đông lạnh giá như thế này, anh đánh giá như thế nào về cái điều đó thưa anh? Đó là một cái cuộc khủng bố ấy nhỉ. Đây là cuộc chiến tranh khủng bố. Đây là nói thẳng đấy. Tại vì bản thân cái vấn đề quân sự ấy, thông thường người ta giải quyết vấn đề tranh chấp về mặt quyền lực. Chứ còn nếu đụng đến dân thường, đụng đến cái đời sống của người dân ấy, đấy là một cái hành động khủng bố. Mà khủng bố là nó bất chấp tất cả mọi cái vấn đề đạo lý, mọi vấn đề về nhân đạo. Đấy. Thế thì cái việc mà người Nga mà người ta đánh ồ ạt vào các cơ sở chung cư, thậm chí là các cái đường điện, đường nước rồi này khác đánh vào người dân, đấy là những cái cuộc khủng bố, những chiến tranh khủng bố. Mình cũng không thể có cách gọi nào khác được cả. Không ai biện minh những việc ấy cả. Những người dân thường mình chết cách oan uổng, thế là đấy là cuộc chiến tranh khủng bố. Cho nên là đấy, thế là tôi nói rồi, bây giờ tự dưng người Mỹ không thể xúi ông cướp trắng Crimea người ta được. Người Mỹ không xúi việc ấy được. Thế ông triển khai ông đánh hòa, ông bảo là mình lừa, cái chuyện đó vớ vẩn. Cái chuyện ông là người Việt Nam gọi là vừa ăn cướp vừa la làng ấy. Đấy, tức là ông điên cướp của người ta hẳn hoi, thì ông ngồi la làng. Đấy, thì anh ạ. Thưa anh, với những cái tình hình mà chúng ta nhìn thấy trên chiến trường thời gian gần 100 năm vừa qua, chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng là một cái đất nước Ukraine ngay từ đầu cái khi bị tấn công, hết sức cả thế giới là có thể nói rằng là trước đó thì Tổng thống Hoa Kỳ và tình báo của Hoa Kỳ cũng như các nước đã cảnh cáo rằng là Nga sẽ tấn công Ukraine. Tuy nhiên là lúc bây giờ thì Nga vẫn chối lây lẩy đây đẩy rằng là cái việc đó không thể có được, và đấy là những lời nói hài hước rồi tất cả những cái như vậy. Nhưng mà sau đó thì đến ngày 24 tháng 2 là lập tức là Putin là tấn công toàn tuyến biên giới của Ukraine. Và cái điều đó diễn ra trong một thời gian rồi thì cứ tưởng là thời gian nó nhanh chóng, nhưng mà sau đó bị sa lầy cho đến nay. Vậy thì anh nghĩ rằng là khi mà cả thế giới đã có ngỡ ngàng trước cuộc tấn công như vậy, và người ta nghĩ rằng người dân Ukraine cũng như chính phủ Ukraine sẽ không tồn tại được. Và thậm chí là kể cả chính phủ Hoa Kỳ lúc bây giờ còn đề nghị là sẽ đưa ông Zelensky đi ra một cái nơi an toàn hơn. Nhưng mà ngược trở lại với những cái dự đoán như vậy thì người Ukraine đã dũng cảm, kiên cường để mà chống lại cuộc chiến tranh như vậy. Và cho đến nay thì cái thế mạnh lại là thuộc về Ukraine chứ nó không phải là thuộc Nga. Và cái sự ủng hộ của toàn thế giới đối với Ukraine đã thể hiện một cái điều rất rõ ràng là lẽ phải và sự thật đến đâu. Vậy thì thưa anh, theo anh đánh giá như vậy thì anh nghĩ thế nào về kết thúc cuộc chiến này? Nga có thể chấp nhận được cái sự nhục nhã là khi một cái cường quốc đứng thứ hai trên thế giới với vì binh hùng tướng mạnh, với vũ khí, rồi là sự đe dọa khắp cả đông cả tây, hết từ là Mỹ cho đến Nhật trên tất cả các nước như vậy, bây giờ thua một cái đất nước Ukraine, thì anh nghĩ như thế nào về điều này và cái tương lai của nó thế nào thưa anh? Bản thân thì cuộc chiến đã kéo dài sắp được 1 năm rồi, và theo quan điểm của tôi thì chắc là nó cũng chỉ có thể kết thúc trong năm 2023 này thôi. Chứ nếu mà kéo dài quá thì gần như là nó cũng về mặt xã hội thì nước Nga cũng không cho phép. Vì bản thân một cái nhà nước mà tiến hành cuộc chiến tranh lâu dài và để cho một cái nền kinh tế nó kiệt quệ rồi dân chúng nó đói kém để lừa dân cũng lừa mãi được. Nước Nga có thể bưng bít thông tin và tiêu diệt các cái lực lượng đối lập để mà lừa dân, nhưng mà lừa trong một thời gian ngắn thì được. Chứ còn vì anh hình dung ra là từ khi cuộc chiến xảy ra thì đã có khoảng 3 triệu người Nga bỏ nước Nga đi ra ngoài. Mà đấy là hầu hết là những chuyên gia công nghệ làm việc với tập đoàn công nghệ cao. Và các cái nhà đầu tư nước ngoài người ta rời nước Nga vì lệnh cấm vận. Và khi được hỏi những người rời nước Nga ra đi thì người ta bảo vì người ta muốn chọn một tương lai tốt hơn.
mặc dù quê hương thân yêu rồi kể cả gia đình họ hàng rồi là bao nhiêu đời người ta sống ở nước Nga, nhưng vì người ta nhìn thấy một cái bế tắc của một cái nhà nước với một cái cuộc chiến phi nghĩa thì người ta phải chuồn ra nước ngoài. Về khi người ta chuồn ra nước ngoài thì kiểu gì thì tất cả những thông tin liên hệ về những người trong nước ấy, thì dấu có ngăn cấm dựng từ lửa thì người ta vẫn có thể lọt ra được. Thì người dân người ta thức tỉnh và người ta tạo ra áp lực thì nước Nga cũng có thể kéo dài cuộc chiến mãi mãi được. Thế còn lại thì như tôi nói lúc nãy thì bây giờ đang là để giữ nhịp điệu của cuộc chiến, chứ còn chưa có những bước đánh quyết định. Thế thì người ta còn đặt một cái câu hỏi là chắc là Ukraine sẽ bằng cái quyết tâm của mình thì người ta sẽ mở mặt Crimea và muốn phải lấy lại bằng được Crimea, tức là hoàn trả lại vùng lãnh thổ như là trước năm 2014 đấy, và 91 đấy. Thế thì bây giờ mở mặt trận Crimea thì nó cũng vô cùng khốc liệt, vì đấy là gần như là cái nơi mà có cái căn cứ hải quân quan trọng, căn cứ hạm đội Biển Đen của nước Nga đấy, và gần như là toàn bộ cái vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa của Nga sang các nước phương Tây thì nó thông qua cái khu vực Biển Đen. Thế thì khi mở mặt trận Crimea thì chắc chắn rằng là Ukraine và Nga đều dành những phần tinh túy nhất về lực lượng quốc phòng để mà thi thố ở đấy, cũng như là điện phủ của Việt Nam ngày xưa ấy. Thế cuộc thi thố đấy thì sẽ quyết định. Vấn đề thì cái chuyện mà nước Nga ấy là cũng tất nhiên là cũng có một cái khả năng giống nó thấp, nhưng mà ông cùn lên đâu cũng có thể dùng nguyên nhân đấy, nhưng mà đấy là vẫn là một ẩn số. Thế thì người ta chờ đợi năm 2023 này là một cái năm cực kỳ không lẹt, xem ông nào thắng thua là giải quyết được Crimea. Đấy, theo tôi nghĩ như thế nha. Còn kéo dài thì nước Nga không chịu nổi đâu. Thưa anh, hiện nay thì người ta đã có những cái thông tin như thế này, thưa anh. Người ta bảo rằng là Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công gọi là tổng lực vào trong vòng thời gian rất là ngắn sắp tới đây. Thậm chí là theo cái hãng CNN thì có thể là một số thông tin cho biết là có thể Nga sẽ tấn công trong vòng một vài tuần tới, chứ không phải là cần chờ đến lâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là anh thấy được là thời gian vừa qua thì Ukraine đã bằng mọi cách kêu gọi, bằng mọi cái biện pháp, rồi là thậm chí là sắp tới đến thứ sáu này là sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Ukraine và cái EU để nói về tiến trình gia nhập cũng như là những cái vấn đề mà liên quan giữa Ukraine và EU. Thì Ukraine không những là về chiến tranh, về cái vấn đề là đối phó với Nga, mà ngay cả trong nội bộ họ đã bắt đầu cải tổ, kể cả những chuyện là chống quyết liệt về vấn đề tham nhũng và cải tổ lại bộ máy của họ một cách là quyết liệt nhất để mục đích là họ phù hợp với những vấn đề tiêu chuẩn EU và dồn sức cho cuộc chiến mà chống lại Nga hiện nay, cái cuộc xâm lược này. Và thưa anh, chúng ta lại nhớ cái câu của một cái ông tướng Việt Nam lại cũng lâu, Lê Vân Công, bảo rằng là Putin đã tuyên bố rằng nếu như mà ai mà đòi lại Crimea thì sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Anh có nghĩ rằng là liệu cái con bài vũ khí hạt nhân bị đe dọa nhiều lần như vậy thì liệu Nga có thể là đưa sử dụng trong trường hợp trong cuộc chiến này được hay không? Anh có nghĩ là về vậy không thưa anh? Tức là bản thân nhiều khi người ta hay gọi là một cái con nghiện đó mà, thì nó có thể làm mọi thứ, thế là người ta lo nhất. Thế thì bản thân nước Nga hiện nay được điều hành bởi một con nghiện, đây là con nghiện quyền lực. Putin và cái bộ sổ ông ta có thể ví như là một cái bộ sổ mà nghiện quyền lực, mà cái nghiện quyền lực nó cũng có một cái sự hủy hoại về nhân cách, không kém gì là nghiện heroin đấy nhỉ. Vì các nhà nghiện game, nghiện quyền lực, nghiện heroin, nên là nghiện các loại nghiện đấy. Thế thì bây giờ ấy, cho nên là người ta nói về một con người đã nghiện ngập quyền lực thì người ta sẽ sẵn sàng, người ta làm mọi thứ. Cho nên đấy là nhân loại người ta lo nhất cái chuyện đấy. Tất nhiên là mà nói thôi, để mà sử dụng vũ khí hạt nhân thì cũng không phải là Putin muốn là được, vì bản thân cái cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân thì cũng không phải là một mình Putin không quyết được. Cho nên là cái xác suất mà để xảy ra chiến tranh hạt nhân thì cũng thấp thôi, rất thấp đấy. Nói không có thì không đúng, nhưng mà đại khái là cái tỷ lệ nó thấp. Đấy ạ. Vâng, thưa anh, có một lần mà người ta đã nói đến cái vấn đề là sử dụng vũ khí hạt nhân, thì mà cả cái thông tin ở trên mạng internet và cũng như cả cái thông tin xung quanh đó về cái khu vực Ukraine thì người ta cho biết rằng là không phải là dễ dàng mà chuyện Putin có thể là một mình một tay hành động, một tay trong Mỹ về cái chuyện là về vũ khí hạt nhân được. Bởi vì ngay cả chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng kẻ nào mà có như ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân thì toàn bộ những người trong khả năng đó, những kẻ ra lệnh đó đương nhiên trở thành tội phạm quốc tế và bị trừng trị ngay lập tức.
và thậm chí là coi như là có một tướng Mỹ đã trả lời khi mà người ta hỏi rằng là liệu có trừng trị cả Putin hay không, thì người ta bảo là không loại trừ, và hỏi là sẽ trừng trị như thế nào thì ông bảo rằng là cứ xem cái tay tướng của Iran thì biết. Vậy thì thưa anh, nói về cái câu chuyện mà giải phóng, cho đến hiện nay thì cái khả năng giữa hai bên, giữa Ukraine và cả Nga, là cái khả năng để ngồi vào đàn đàm phán gần như cho đến thời điểm này là chưa có cái cơ hội nào. Bởi vì phía Nga thì yêu cầu, chẳng hạn như hôm vừa rồi Putin yêu cầu là để đàm phán thì Nga phải chấp nhận cái thực tế. Có nghĩa là gì? Tức là để Nga chiếm những phần lãnh thổ một cách trắng trợn của Ukraine. Còn phía Ukraine thì khẳng định là giải tán luôn cái hệ thống đàm phán và quyết định là không thể đàm phán khi có mặt Putin. Và cái điều đó chỉ có thể xảy ra cái khi mà Nga toàn bộ lãnh thổ, toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ Ukraine theo biên giới năm 1991. Và thưa quý vị, là kể cả cái khi mà nói đến Tổng thống Hoa Kỳ thì ông Joe Biden ông cũng nói rằng là cái việc mà chấm dứt chiến tranh này rất dễ, là chỉ cần Putin rút quân ra khỏi biên giới của Ukraine. Vậy thì thưa anh Phan Thế Hải, anh có nghĩ rằng là cái khi mà giữa hai bên cái cuộc chiến mà cho đến bây giờ ngay cả cái triển vọng để đàm phán hòa bình để kết thúc cuộc chiến vẫn chưa le lói cái khả năng đó. Vậy thì trong thời gian tới anh nghĩ là cái cuộc chiến này có sẽ đẫm máu đến mức độ là gọi là hai bên quyết tử để mà giành bằng được cái trên chiến trường này. Anh nghĩ như thế nào về cái tương lai đó thưa anh? Chắc chắn là tương lai thì cuộc chiến sẽ còn không liệt hơn. Không liệt hơn là vì thế này, rất nhiều loại vũ khí hiện đại chưa được dùng anh ạ. Ví dụ như Mỹ nó có loại bom định vị, bom thông minh ấy. Và khi mà coi như nó thả bom, nó gắn cái thiết bị định vị có thể nó dẫn đến các mục tiêu cần thiết để tiêu diệt, thì cái loại bom đấy vẫn chưa được sử dụng. Vậy thứ hai nên là ví dụ như là cái thiết bị rất hữu hiệu là máy bay không người lái mà có khả năng bay hàng trăm km ấy. Tức là thậm chí là bay sâu vào lãnh thổ nước Nga và thậm chí có thể tấn công một số các mục tiêu của Moscow. Đấy, cũng như vừa rồi nó đánh cái sân bay gì ở nước Nga ấy, sân bay. Thế thì đấy là những cái thứ vũ khí mà. Đấy. Thế thì những loại vũ khí như thế nó không phải tiêu hao nhiều cái lực lượng con người, không đẫm máu, nhưng mà ngược lại nó lại có một sức công phá rất hiệu quả. Thế thì trong quá trình mùa đông thì cả hai bên đều âm thầm chuẩn bị. Và như tôi nói rồi, cái sự ủng hộ của các nước phương Tây với những cái sự tiến bộ khoa học công nghệ thì nó giúp cho Ukraine có thể là có nhiều cái ưu điểm vượt trội, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh công nghệ. Thế cho nên là nước Nga thì nếu mà nước Nga có một cái hồng phúc ấy, thì ông Putin sẽ từ nhiệm và có vật linh tổng có các lên thay, thì cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng là coi như là tương đối gọi là đỡ thiệt hại, giảm bớt cái nỗi đau. Chứ còn nếu không Putin mà vẫn còn ngồi đó thì còn lắm chuyện đấy ạ. Vâng. Thưa anh, là chúng ta thấy một cái điều rằng là trong cái cuộc chiến nó hứa hẹn những cái cuộc chiến đẫm máu như vậy. Và chúng ta lại biết một cái điều rằng là giữa cái hai bên này thì chúng ta thấy một cái vấn đề cái lực lượng bây giờ nó nghiêng hẳn hoàn toàn về vấn đề là sự ủng hộ là nghiêng về Ukraine. Chúng ta thấy rằng không phải chỉ một nước mà là hàng chục nước và thậm chí hàng mấy chục nước liền, trong đó kể cả những cái cường quốc như là Nhật Bản, như là Đức, là Anh, là Pháp, là Mỹ, là Canada, là những quốc gia như Úc đứng về phía Ukraine và ủng hộ bằng mọi cái khả năng của mình, và họ coi rằng cái việc ủng hộ Ukraine là một cái mệnh lệnh và cái trách nhiệm ủng bảo vệ cái an ninh cho chính họ. Trong khi đó thì thưa anh, là chúng ta thấy về phía nước Nga, ngoài cái con bài về hạt nhân thì những cái vấn đề gì khác, cái khả năng khác nữa thì chúng ta chưa rõ, nhưng mà chúng ta thấy một cái điều nữa ấy, là ở cái trên cái chiến trường và sự ủng hộ quốc tế thì chúng ta chỉ thấy được là anh Bắc Hàn là anh kêu gọi là sẽ đứng cùng vai sát cánh, và người ta bảo đã có thời gian người ta bảo là có thể là Bắc Hàn sẽ viện trợ một số cái gọi là đạn dược cho Ukraine, rồi là anh ngoài ra còn có Iran là ủng hộ cho một số tên lửa hoặc là máy bay không người lái. Anh nghĩ rằng là với tiềm lực của cả thế giới đang tập trung lại, gọi là thế giới phương Tây tập trung lại cho Ukraine và những cái quốc gia kể cả Nga như vậy, thì anh có nghĩ rằng là cái sự chênh lệch cái cản đấy đó là quá là chênh lệch, nó quá lớn, và sẽ người ta sẽ dự báo được là cái khả năng nó sẽ đi đến đâu, thì có lẽ điều đó nhìn khá rõ ràng. Tôi nghĩ là như vậy, thì anh nghĩ sao thưa anh? Đấy, như tôi vừa nói rồi, tức là cái sự vượt trội về công nghệ thì khiến cho cái cuộc chiến tranh công nghệ thì phần thắng chắc chắn là không dành cho Nga rồi. Đấy, nước Nga thì bây giờ tất nhiên họ cũng còn một vài cái thứ nữa, ví dụ như là tên lửa đẩy siêu thanh chẳng hạn, thì cái chuyện đấy, nhưng mà cái đấy cũng chưa thể quyết định được. Thế thì còn lại thì một năm trời mà ông thiệt hại hàng vạn quân
rồi là xe tăng thì hàng ngàn chiếc rồi là bao nhiêu cái thiệt hại như thế mà ông không võ nghệ, ông không dở ra để kết thúc sớm, thế thì bây giờ nó khó lắm anh ạ. Tất cả những chiêu bài gì thế thì cái chuyện mà bây giờ cái sự ủng hộ của Bắc Hàn của Thế Gian thì chưa phải là cái gì cái gớm vượt trội cả, cho nên là cái ủng hộ nó đâu chưa thể làm lập lại cái cân bằng ở trên chiến trường được. Dạ vâng, thưa anh Phan Thế Hải, như vậy chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng như thế nào là sau một năm chiến tranh và sau gần như là những cái gì khả năng tiềm lực của mỗi bên như thế nào thì đã thi thố. Người dân Ukraine thì ngoài sự ủng hộ đối với cả của thế giới đối với họ thì chúng ta thấy được một cái điều là họ đã biểu hiện được một cách xuất sắc cái tinh thần anh dũng của họ và lòng yêu nước của họ cũng như sự đoàn kết. Và chúng ta lại nhớ là cái câu gọi là cái anh hề Zelensky đã làm nên sự nghiệp. Chúng ta rất tiếc rằng là có những cái nhà lãnh đạo trên thế giới bây giờ là những cái người oai phong lẫm liệt thì trở thành những cái tên hề trên cái trường quốc tế, trên cái sân khấu chính trị. Và thưa anh Phan Thế Hải, chúng ta biết được rằng là cái cuộc chiến của người dân Ukraine là cái cuộc chiến mà nó là rất là chính nghĩa và chúng ta hy vọng rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc sớm, bởi vì cho đến hiện nay ngay cả phía Nga thì con số mà phía Ukraine đưa ra đã là hơn 127.000 quân đã bị chết trên cái chiến Ukraine. Những con số như vậy cũng không phải là con số hay ho vẻ vang và sung sướng gì. Tuy nhiên rằng là đó cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa thì nhà cầm quyền Nga và đặc biệt là Putin phải chịu trách nhiệm. Rất cảm ơn anh Phan Thế Hải đã giữ cái nhận lời mời giữ cái buổi nói chuyện hội luận với chúng tôi. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì mời anh gửi lời chào quý vị khán thính giả, thưa anh. Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Xin được gặp lại quý vị khán thính giả trong những chương trình sau. Chào nhà báo Nguyễn Đức Vinh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Thế Hải và cảm ơn quý vị khán thính giả đã nhiệt tình, là kiên trì nghe câu chuyện của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.